Xin chào các anh em đã quay lại kênh của Danh Vlog ha. Anh em xem clip nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho Danh ha. Thì hôm nay Danh sẽ làm cái clip đánh giá chiếc Win X này sau một năm sử dụng, cũng như là Danh sẽ review cái màu sơn xe này cho anh em tham khảo ha. Đây là màu sơn độ nha anh em, được sơn độ lên từ cái phiên bản thường chứ không phải là phiên bản ABS ha. Anh em nhìn tổng thể bên ngoài của chiếc xe nhìn rất là nổi, nhìn nó hầm hố và rất là đẹp ha. Đây là màu sơn sơn độ nha anh em, chứ không phải sơn zin ha, được sơn lên từ cái màu phiên bản thường anh em. Đây anh em xem một vòng chiếc xe ha. Chiếc xe này dành cho những anh em nào đam mê côn tay thì các anh em, đây là dòng xe đáng để anh em quan tâm ha. Chạy máy móc chạy rất là êm. Đối thủ của Exciter 150 đó anh em. Đây nhìn các lần chỉ hai bên đồ dán rất là nổi đẹp. Giá xe đang xuống đó anh em, nào muốn mua thì tranh thủ thời gian này ha. Giá xe đang rất là tốt đó anh em ơi. Giá xe hiện giờ đang rất là tốt anh em, nó đang giảm đó anh em, nào muốn sử dụng muốn mua thì tranh thủ thời gian này ha. Rồi bây giờ anh em xem mặt đồng hồ của chiếc xe ha, thì chiếc xe này chạy một năm thì nó mới chạy được có 4.800 cây số à. Thì xài khá là ít ha, chủ xe xài rất khá là ít ha, một năm trời chạy mới có 4.000 mấy cây à. Dành quay trời nắng nó chá anh em không có thấy rõ được, anh em cũng thông cảm cho anh ha. Thì sau một năm sử dụng thì hệ thống kèn của chiếc Win X V3 này thì vẫn hoạt động bình thường anh em, vẫn hoạt động tốt ha. Anh em gửi xe nhớ chú ý đường sạch nước thẳng vô cái còi xe nha anh em. Đây màu nước sơn xe nó màu sơn vàng bóng anh em, sơn bóng, nước sơn bóng ha. Hai bên này có chữ ha, Win X, nhìn màu đen rất đẹp ha. Hệ thống đèn và của nó thì vẫn đảm bảo, đèn đề mi cũng như là đèn đèn chính của nó thì hoạt động ok ha anh em ha. Đây nước sơn là màu vàng, nước sơn màu vàng bóng anh em, nước sơn bóng nhưng phải sơn nhám ha. Anh em nhìn cái làn chỉ của nó là kết hợp làn chỉ vàng kết hợp với màu đen, nhìn khá là nổi ha. Sau một năm sử dụng thì nước sơn của nó vẫn ok anh em, nước sơn phụt bọng rồi heo dầu rồi vẫn đảm bảo ha. Đĩa thì nó có một gỉ sét một chút xíu rồi, mâm xe vẫn còn ok. Lớp trước tôi sử dụng lớp 90 80 17, bên đây vẫn vậy ha anh em, vẫn sử dụng chỉ màu vàng kết hợp với màu đen, buộc thì màu vàng đồng anh em, buộc từ sơn màu vàng đồng ha. Phanh cái này phanh thường anh em, không phải phanh ABS đâu ha. Đèn nhan thì vẫn hoạt động tốt ha. Xe này thì đèn nhan tích hợp vô đây thì nó khá là gọn, nhìn chiếc xe nó gọn gàng hơn các đời Win X trước ha. Rồi hai bên yếm thì được sơn màu vàng, màu vàng với kết hợp cho màu đen. Đây chữ Honda có chữ X kèm theo các làn chỉ màu đen anh em, nhìn nó đẹp ha. Dàn lông này sau một năm sử dụng nữa vẫn còn sáng anh em, nó chưa có hiện tượng xuống màu ha, mặc dù nó là màu sơn độ ha. Đây có mặt DOHC trên mặt đồng hồ thì nó cũng sơn màu vàng luôn, màu vàng bóng. Xe này đề Win X V3 thì sử dụng ổ khóa thông minh hết rồi. Anh em xem lại mặt đồng hồ ha. Xe này chạy được 4.800 cây số anh em. Sau một năm sử dụng. Chá nắng quá anh em cũng thông cảm ha. Mặc dù màu sơn độ nhưng mà sau một năm sử dụng thì nó vẫn còn rất là mới ha, nó chưa có hiện tượng xuống màu. 8.558 km ha. Nhìn ở ngoài màu sơn ngoài nó nổi lắm anh em, nó đẹp lắm. Dây sơn này nó đã cũ anh em, nó đã chủ xe thì không có biết bảo dưỡng sơn nên đã cũ ha. Còn hai điểm này nó có chữ Win X, nổi sơn nổi lên rất đẹp. Kết hợp với chỉ đen nhìn chiếc xe nó nổi bật ha. Dây sơn thì nó đã cũ anh em ơi. Do chủ xe không có biết bảo dưỡng sơn nó đã cũ rồi. Nó có hiện tượng gỉ sét cái cọng dây sơn của nó rồi. Xe này thì sử dụng hệ thống là full led đó nha anh em, đèn led tất cả ha, hệ thống đèn tất cả là đèn led hết ha. Đèn nhan này cũng là đèn led luôn ha, khá là cứng ha, nó không có dễ gãy giống như cái đời V2. Nhìn chiếc xe nó hầm hố ha, nó có nhiều cái hốc gió, nhìn chiếc xe nó thể thao ha. Mâm đĩa sau thì nó còn đẹp ha anh em, đĩa sau thì nó còn đẹp ha.
Lớp sau thì sử dụng 120, 70, 17. Lớp xe khá là to. Sử dụng lớp không gột, xài rất là êm ha. Chạy không có sợ xe cắn lên giữa đường. Đây heo dầu của nó. Hệ thống thắng của nó thì sử dụng không phải thắng ABS nhưng mà thắng thường. Nhưng mà sử dụng đảm bảo anh em, chứ không phải là thắng thường thì nó không đảm bảo đâu nha. Bô xe thì nó hơi dơ nè. Bô xe thì nó vuốt cao lên. Thì nó thể thao. Hai bên nếm thì sử dụng mạc đi chạy dài rất đẹp ha. Màu sơn của lốp xe vẫn còn đảm bảo ok bình thường anh em. Đây, Vinix chữ dán chữ màu trắng lên nhìn khá là nổi ha, với cái thập lằn chỉ màu đen. Nhìn đẹp. Cục máy thì khỏi bàn anh em, cục máy này chạy im ha, chưa có tiếng động nào lạ thơ bất thường xảy ra ha. Máy rất là mạnh, chạy rất là bốc. Rồi video kết thúc tại đây nha. Chúc anh em nhiều sức khỏe ha. Nên sẽ ra nhiều clip cho anh em tham khảo tiếp ha. Rồi xin chào các anh em nha.